trời tạo ra địa chấn. Và cái đầu anh là điểm nhấn. Hey yo, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Bon Video. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục video về Minecraft. Ok, nếu bạn thích video của mình đừng quên để lại một like, một subscribe, ủng hộ kênh mình nhé bạn. Nếu bạn là người mới thì bạn có thể nhấn vào nút like và nhấn vào nút subscribe kế bên ấy để có cái chuông bấm vào để nhận những thông báo mới nhất video của mình nhé bạn. Ok, thì hôm nay sẽ là một video reaction nữa bạn ơi. Đấy, thì mình làm reaction thì rất là nhiều bạn ủng hộ nên mình sẽ tiếp tục làm video reaction. Thì đối với video hôm nay mình sẽ cho các bạn xem video gì nhỉ? Video hôm nay làm mình sẽ cho các bạn xem những hình ảnh cực kỳ giống với những con mod trong Minecraft nhưng mà nó bị nghiền rủa các bạn ơi. Đây, Minecraft mod S. Đấy là những tấm hình mà bị nghiền rủa ấy của những con vật trong Minecraft bạn mà. Nhưng mà nó ở ngoài đời thật nha. Thì ok. Mình sẽ trước khi mình xem á thì mình sẽ đăng like nè. Đăng ký kênh cho mấy các bạn này nha bạn. Thì các bạn này kênh bạn ấy được 53.000 subscribe rồi các bạn ơi. Các bạn thích xem cái kênh này bạn vào mình xem nha. Anh ấy tên này à. Chỉ để tên kênh và cái link kênh anh dưới mô tả hay là trên video của mình cũng có nha các bạn. Ok. Mở màn hình lên nào. Rồi, sẽ cho nhỏ nhạc một tí nha bạn. Nghe mình nghi hiểm. Mình nghi là cái nhạc này nó có vẻ là rùng rợn các bạn ơi. Tại vì cái đây là hình ảnh bị nghi rủa mà các bạn. Ok, thì đây là đầu tiên là con gà nha các bạn. Ok, con gà. Ôi, cái nhạc hơi to. Các bạn đợi một tí mình nhỏ. Ok, thì đây là con gà. Để mình xem con gà ngoài đời mà bị nghiền rủa thì nó sẽ như thế nào nha các bạn. What the fuck, con gà ngoài đời mà bị nghiền rủa đây sao? Ôi bạn nhìn con gà nó dị phải rồi bạn ơi. Sao con gà nó ốm thế nhờ? Ôi. Tiếp. Ôi. Con đây là con chó sói. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem con chó sói ở ngoài đời nó bị nghiền rủa nha các bạn. Ui. Ghê quá bạn ơi. Hey. Con chó biết đánh đàn các bạn. Đây là con ui. Được của nó bạn ơi, nhìn cu tem. Đâu có bị nghiền rủa lắm đâu. Đây là con zombie đuối nước nha. Ui các bạn. À, ui cái quái nhìn sợ thế nhờ. Ở trong rip bị bắt tao rồi, Iron Man. Phải nồi nó đưa ông ngồi nào vào đây. Một con mèo. Ui. Một con mèo bị. Nó nhìn mèo thương quá rồi. Đây là Skeleton ở dưới địa ngục các bạn. Ui. Ui vãi rồi. Đây là Enderman. Ui. What the fuck? Cái gì đấy? Ui. Má mình có vẻ hơi bị sợ nha các bạn. Enderman có vẻ gì thế nào? Có ngồi đợi Enderman bị nghiền rủa như thế này à? Mà có một điều vô lý nha các bạn. Thì trong Minecraft Enderman rất sợ nước, sợ ẩn khứa nên nằm dưới đây nó bơi ra. Không hiểu luôn. Nó nghèo quá luôn. Tiếp. Ôi đang người tiếc các bạn ơi. Ui. Hình như cái bức ảnh này được chụp rất là lâu các bạn ơi. Thời 9x rồi các bạn. Khá lâu rồi chứ thời 9x lại. Ui bạn nhìn người tiếc sợ vãi nồi các bạn ơi. Đúng là bị nghề rủa mà. Mà sao nó có thể đứng xéo được gì à. Đây là Grass nha các bạn. Con ngồi đời. Ui. Sao trong đúng trong Ripley bắt tao với nội nhờ. Đây là zombie Pigman. Ui. Phải cơ trưởng bạn, ui nguy heo cơ. Đây là con gì mình không biết nha bạn. Ui. Gì ghê đấy. Đây. Coi con gì đấy. Ở đây là con này được chụp ở một thí nghiệm nào đó này, nó có cánh, nó giống con trong Minecraft nên nãy đưa vào. Ui sợ quá rồi. Đây là video. Ui có cắm. À lừa bố mày à. Cái này là trong siêu nhân nha. Ui, còn cá heo này bạn. Ui cá heo. Cá heo tấn công người. Ui. Nó không biết cái video này có bị đánh gậy. Ui đây là dân làng. Ui. Mỗi con cái con gì đó nó bán đồ mà cái mẹo gặp nó rất là sợ hãi các bạn. Ui nó sợ quá rồi. Ui đây là con là gì? Ui trời ui Reaper. Oh man. Ui. À
kiểu kiểu như là cái hình này nó diễn tả lại được một cái vụ nổ mới xảy ra vậy. Đây là một phù thủy. Phù thủy á à, nhưng cứ đó bị ảo tưởng mày. Ui. Má cái cảm giác sao má nghiệp, mình nhìn cái vết hình này mình có cảm giác rất ngứa vậy. Má nhìn sao không thể được vậy nhờ. Đây là con thỏ các bạn. Ui dùi ui, đây con thỏ, nhìn mặt con thỏ đáng sợ quá trưởng. Con bắt cực nè. Ai nồi, có đây con cá sấu mà. Ui, đây là cái gì đây, gớm quá này. Kinh quá nồi. Đây con bò. Ui, mình vẫn chưa thấy cái. Hình như đây là một con bò nó nằm ở trong xe đúng không các bạn ơi. Mình chưa nhìn rõ được bức hình này, nó hơi mờ. Rồi con đây là con cua nè. Ui, dũng quá chưởng. Ui, đùa chúng tôi ở đây là con cá tiết. Má cái cục đấy là cái cục cực kỳ ghê vậy. Slam. Con này con ngựa. Ui, con ngựa biết cày bầm súng. À đây chỉ đồ chơi thôi bạn ơi. Ui, má nghĩ sao treo con ngựa trên kìa. Ui, ui. Hình như cái bức ảnh này lấy trong một bộ phim nào các bạn. Ui, con mực rồi, nhìn cô treo hay nào. Cái này là kiểu như cái bộ đồ mà gấu bông ấy các bạn. Ui cũng được đấy. Đây con cá. Ui má không liên quan luôn đi. Ui à, các bạn nào biết nhân vật này ở trong cái bộ phim hoạt hình nào hay là một bộ phim của Disney nào, các bạn comment dưới video mình cho mình biết nha các bạn. Chắc là quen luôn. Ok. Đây là con quẹt nha. Ui con quẹt đứng kinh dị phải chịu các bạn. Đây là một con. Ui cái này là gì các bạn, nhìn con dáng giống con dáng quá chịu. Ok thành hey. Quái chữ là lấy ông quại nhà nào hỏi. Con heo nè. Ui con heo bị nhốt rồi. Ui cái gì đấy, có thiệt đúng không hả. Bọn gấu bắt cực bước xuống từ một chiếc tàu các bạn ơi. Nhưng bị ui à, mấy cái hình này là bình thường. Ui một con rùa mà cầm cái cây dao rồi. Chết rồi. Giang hồ bà nội bạn ơi. Ui đây là giám hộ. Còn con đây là con gì đấy, sao có vậy, nhìn nó giống cây xúc xích với nội. Sợ quá chứ. Ui hết rồi. Hình như là anh này anh à đây, anh đây còn một cái clip nữa nha các bạn. Ui các bạn nhìn cái con heo gì kinh quá. Ok mình sẽ xem nốt cái clip mà cũng là cái con vật giống Minecraft hình ảnh mình nghỉ rủ các bạn. Sẽ vào xem luôn. Ok đây là con nhện. Ui con nhện đu gì đây kinh quá chứ. Cá heo. Mình không Enderman nè bạn. Ui như video này rùng rợn hơn. Ui người tiếc kìa. Ui con heo kìa. Chó sói. Ui gì đây. Gắt. Ui mũi xương. Ui các bạn cứ nhìn cái video này, nó nâng cấp cái chế độ mà gọi là rùng rợn hơn. Các bạn có nhìn thấy giờ nè, đây là ảnh rùng rợn không phantom. Ui Enderman. Tại rồi nha bạn, mình cứ thắc mắc là video trước nó cũng đem cái ông ngoại này vào, video này cũng đem ông ngoại này vào, không lẽ ông ngoại này là người sắt ta? Khó hiểu nhở. Con ngựa. Ui con ngựa chụp hình kinh vậy. Con mèo. Ui má ghê quá. Phù thủy nha bạn ơi. Ui cái gì đấy, ở đây con gì đây. Ui cái gì đấy bạn, ghê quá. Sao nó có bốn chân mà nó đi. Gặp cái đó là mình chạy té đá hả. Zombie nè các bạn ơi. Ui cái con này giống zombie gì mà vậy vậy. Ui cái này là cái gì vậy. Hình như nó đưa những hình ảnh của zombie bắt tao mà mày có không biết cái này thôi. Ui ui con thỏ này các bạn. What the fuck, đây là cái gì. À mình thấy các bạn ơi, hình như đây hai người mặc bộ đồ màu thỏ dưới tấm biển thì phải. Ripper. Ui à. Ui cái gì đấy.
Bình ga mini à? Rồi. Một giây trước thảm họa bạn ạ. Ui. Quái trưởng. Hình như cái video này nhớ bắt đầu gần các bạn. Con rùa nhỏ các bạn ơi. Ui. Cái gì đây? Con này con gì vậy? Gấu bắt cực hả? Tại sao có thể đưa cái con này mà Minh Họa là gấu bắt cực nhờ? Cái con này nhìn kinh quá chữ ấy. Ui, đáng sợ quá con ơi. Ui hết rồi hả? Ui. Và cái trưởng mày ngươi, mình coi hai clip mà mình sợ quá chữ mày. Có những cái hình ảnh mà mình nó đưa lén trong cái bộ phim. Và những hình ảnh lấy được cái nhân vật Creepy Pasta mày, hoặc những hình ảnh được chụp chắc là lâu rồi thời đó mày. Đó là khá là trùng rợn các bạn, đúng là video mà nhấn con mod. Những hình ảnh dúng mod trong mặt quát mà bị nghiền rũa thì đúng là ngọt, kinh khủng. Ok, thì nếu bạn thích video của mình thì đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ kênh mình nha bạn. Đặc biệt là nhấn cái chuông kế bên cái nút subscribe để ủng hộ, để nhận được thông báo mới nhất từ video của mình nha bạn. Ok, thì hôm nay video này là sẽ kết thúc tại đây các bạn ơi. Nếu bạn thích thì chia sẻ đây anh em ơi. Ok, chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.